Rất vui được gặp lại các bạn. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái lợi ích của phấn trắng trên lá sen đá mà các bạn cần biết. Các bạn khi chơi sen đá thì thấy cái phấn trắng này và nhiều bạn cũng hỏi là không biết nó có cái tác dụng gì không. Trước đây thì mình cũng chưa biết tới cái tác dụng này thì mình cũng không khuyên các bạn nên bảo vệ cái phấn trắng này. Mình nghĩ nó chỉ là thẩm mỹ thôi. Nhưng mà sau khi biết cái lợi ích của cái phấn trắng này rồi thì mình làm cái này cho các bạn. Cái lợi ích đầu tiên đó, tức là cái phấn này thì nó làm cho khi mà các bạn tưới nước vào ấy thì nước nó sẽ trôi đi nhanh hơn và nó sẽ không làm cho cái lá sen đá của các bạn bị ướt. Vì vậy mà lá sen đá của các bạn sẽ khó bị thối. Cái lợi ích thứ hai đó là cái phấn này ấy, thì nó làm cho cái bụi ấy, thì nó bám vào đây khó khăn hơn và nó dễ bị trượt đi. Và khi mà chúng ta tưới nước vào thì nó cũng bẩn. Cái lợi ích thứ ba đó là cái phấn này nó giữ cho cái cây sen đá của các bạn nó không bị ảnh hưởng bởi cái độ ẩm của môi trường xung quanh. Nếu như cái lá sen đá nó không có cái phấn này, khi vào một cái mùa mưa ấy, thì cái môi trường xung quanh nó ẩm, nó sẽ làm cho cái cây sen đá của các bạn cũng ẩm theo và dễ bị thối lá. Nhưng mà có cái phấn này thì nó sẽ không bị tác động bởi cái độ ẩm của môi trường bên ngoài. Cái lợi ích thứ tư đó là khi mà có cái phấn này trên lá thì nó sẽ phản xạ lại cái bức xạ của tia UV của mặt trời các bạn, và nó có tác dụng như là một cái kem chống nắng ấy. Đó thì ngăn ngừa cái cây sen đá của các bạn nó bị cháy nắng. Và một cái tác dụng cuối cùng, tác dụng thứ năm, đó là nó làm cho cái bề mặt các bạn vuốt vào các bạn thấy nó rất là trơn. Khi mà có cái phấn này thì các cái con côn trùng ấy, nên nó sẽ khó bám vào đây hơn và nó cũng khó đẻ trứng được lên trên đây đấy, và làm cho cái cây sen đá của bạn được bảo vệ không bị sâu bệnh. Ở đây thì theo mình thấy khoảng 90% các cái cây sen đá thì nó đều có phấn trên lá. Có những cây phấn của nó, cái màu của nó ấy các bạn, nó không có cái màu trắng rõ ràng, cho nên là các bạn không nhận biết được. Còn có những cây như cây sen đá kim cương này, cây phấn của nó rất dày và nó có màu trắng. Ở đây mình lấy tay mình lau đi là sẽ thấy được. Cho nên là khi chăm sóc sen đá thì các bạn hạn chế đụng vào cái lá để làm mất cái phấn trắng này đi. Còn khi mà cái phấn nó bị mất đi rồi thì các bạn cứ chăm sóc bình thường. Sau này cái lá của nó phát triển to hơn thì nó sẽ lấy lại được cái phấn cho cái cây sen đá đó. Các bạn chú ý là các bạn tránh để mưa. Khi mà mưa nó vào ấy thì các cái hạt mưa nó mạnh, nó sẽ làm cho cái phấn này nó bị trôi đi. Hoặc là khi các bạn tưới nước thì các bạn hạn chế tưới lên lá. Các bạn có thể phun sương nhẹ hoặc tưới ảo ạt, nhưng mà các bạn tưới nhẹ thì nó sẽ không sao. Chứ bằng các bạn để cái tia nước mạnh ấy, các bạn xịt mạnh thì nó cũng làm cho cái phấn này nó bị trôi đi. Cái bài này thì mình xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài sau. Cái bài sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 16 cái loại sen đá mà người nước ngoài thường hay chơi.